Thưa quý vị, chiều tối qua, ngày 30 tháng 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Với 68 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 30 tháng 7, đến nay, Đà Nẵng đã có 633 trường hợp mắc bệnh kể từ khi dịch bùng phát lại vào ngày 10 tháng 7. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sương vẫn tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết số 08 về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố. Bắt đầu từ 18 giờ hôm nay, ngày 31 tháng 7, triển khai thực hiện nghị quyết, Ủy ban Nhân dân đã dự thảo chỉ thị với tinh thần cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố một thời gian cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng lên. Vì vậy, yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn dịch là rất quan trọng lúc này. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, quán triệt nghị quyết số 08 đến từng chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố nhanh chóng hoàn thiện, cụ thể hóa với các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết 08 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí thấy rất rõ cái tình hình như này, nên là đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự quyết tâm rất là cao thì chúng ta mới có thể sớm ngăn chặn được cái sự lây lan. Chúng ta siết chặt, như tôi nói ban đầu, phải nghiêm cấm cái việc người từ ngoài xâm nhập vào thành phố bằng cái việc là thành lập các cái tổ chốt và tăng cường các cái tổ chốt. Cái thứ hai nữa là thành lập các tổ chốt trong nội đô. Thứ ba là tổ chức lực lượng tuần tra cơ động. Và cái thứ tư là tăng cường cái công tác xử phạt. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương quán triệt nghiêm túc và triển khai tốt nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ thị Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ sớm ban hành với những quy định cụ thể, siết chặt hơn với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, thôn cách ly với thôn, phường xã cách ly với phường xã, quận huyện cách ly với quận huyện. Bây giờ công tác tuyên truyền của mình, bây giờ nó phải ngắn gọn, nó cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện. Chứ đừng có nói bây giờ, nói dông dài gì nữa, bóng sắc vào đây. Mà tập trung vào công tác tuyên truyền, công tác xử phạt. Cả hệ thống chính trị của chúng ta, doanh nghiệp, rồi người dân cũng đồng tình, ủng hộ, đồng thuận thì mà triển khai cái này. Chứ còn nếu một cái bộ phận nào đó mà triển khai và một bộ phận nào đó làm thiếu trách nhiệm, tắc trách thì công tác phòng chống dịch của chúng ta nó sẽ không thành công. Và chúng ta hạ quyết tâm là trước 14 ngày nếu mà tình hình ổn thì chúng ta cũng sẽ thực hiện một số biện pháp. Như ngày qua, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận các ca mắc cộng đồng, đặc biệt là hai chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao là cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sương. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc điều tra dịch tễ, truy vết và xét nghiệm sàng lọc để ngăn chặn dịch. Đề nghị các địa phương, các cái sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai cách quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa những cái gì mà chúng ta đã làm có hiệu quả trước đây, đặc biệt là những cái ca mà mới vừa phát sinh ấy, thì các quận huyện khẩn trương truy vết, nó cũng khu trú lại một số cái khu vực hiện nay là điểm nóng vẫn là Sơn Trà ở một cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương vào cuộc quyết liệt và người dân cùng đồng lòng để Đà Nẵng sớm ngăn chặn dịch COVID-19.